thưa quý vị và các bạn, cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 chưa kết thúc, nhưng các ca nhiễm trên địa bàn thành phố đã nhanh chóng được kiểm soát. Trong công tác này, đóng vai trò quan trọng, không thể không kể đến các cán bộ, chị em phụ nữ, các cấp hội. Họ không chỉ là những người tích cực tuyên truyền, dẫn động thực hiện các quy định phòng chống dịch, là hậu phương vững chắc, tham gia ủng hộ, hỗ trợ hậu cần, mà còn là những nhân tố trong tuyến đầu chống dịch những ngày này, căn bếp của trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông An Giang được trưng dụng thành bếp ăn, nấu cơm phục vụ cho những người đang thực hiện cách ly tại hai điểm cách ly tập trung của thành phố. Mỗi ngày ba lần nổi lửa, có từ 10 đến 12 chị em cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia nấu ăn. Các chị em thay phiên nhau phân chia công việc. Từ khâu sơ chế, chế biến và tiếp nhận đồ tiếp tế, hỗ trợ người được cách ly mua sắm phục vụ cá nhân. Để có được hàng trăm suất ăn phục vụ cho 275 người mỗi ngày, các chị phải chuẩn bị nấu nướng liên tục từ sáng sớm đến chiều tối để có những bữa ăn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, đủ chất cho công dân cách ly, mong muốn góp chút công sức bé nhỏ của mình để chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi đại dịch tình hình dịch bệnh thì nó diễn biến phức tạp cho nên thì cũng vận động các chị em á thì phải đảm bảo cái khâu phòng chống dịch cho mình về cái nấu ăn thì phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì các cái suất ăn thì phải đảm bảo dinh dưỡng cho anh em làm nhiệm vụ cũng như là cái người trong cái khu cách ly người ta cũng đảm bảo được cái sức khỏe của người ta Bên cạnh đó, việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được chú trọng. Hàng ngày, trung tâm y tế có phân công người giám sát kiểm tra hàng hóa thực phẩm đầu vào cũng như quy trình nấu ăn và lưu mẫu thức ăn sau khi thành phẩm. Đồng thời, yêu cầu mọi người phục vụ bếp ăn chấp hành nghiêm theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Để đảm bảo tốt nhất nơi ăn, chốn ở cho hàng trăm công dân đang được cách ly tại thành phố, chính quyền địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị giao cuộc với quyết tâm chống dịch như chống giặc. Lãnh đạo thành phố hàng ngày đều giám sát, động viên kịp thời, tạo tâm lý yên tâm cho những người cả ở bên trong lẫn bên ngoài các khu cách ly tập trung. Điều này giúp cho mọi người cảm thấy ấm lòng, có thêm động lực để tuân thủ các quy định về phòng chống dịch về công tác bảo đảm an toàn trong các cái khu cách ly thì được hướng dẫn ở các cái điểm cách ly thì được hướng dẫn của Bộ Y tế đồng thời là thực hiện tốt cái nội quy ở trong các cái khu cách ly song song bên cạnh đó thì cũng hướng dẫn cho các cán bộ tham gia thì cũng thực hiện tốt cái 5 k trong cái quá trình mà vận hành quản lý ở các cái khu cách ly từ nét đẹp đó đã lan tỏa tới cộng đồng đón nhận nhiều sự chung lưng đấu cật sát cánh kề dai của mọi người trong thành phố các cấp hội trong thành phố đã dẫn động các nhà hảo tâm mạnh thường quân trong và ngoài thành phố ủng hộ tiền nhu yếu phẩm các vật tư y tế hỗ trợ cho bếp ăn khu cách ly hay đơn giản là những lời động viên tinh thần bởi rằng ai cũng muốn chung tay góp sức trong cuộc chiến chống dịch Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc đã phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang thăm và tặng quà cho các chị em phụ nữ tổ hậu cần tại khu cách ly tập trung thành phố Châu Đốc. Hội còn hỗ trợ đường sữa và tiền mặt cho lực lượng tham gia bếp ăn tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông An Giang, phục vụ hai điểm cách ly tập trung, hỗ trợ 350 kg gạo cho chị em phụ nữ tham gia bếp ăn các hội viên phụ nữ thành phố châu đốc dù không phải là những đầu bếp chuyên nghiệp nhưng luôn luôn cố gắng để người dân có những bữa ăn ngon đủ chất đây thực sự là nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần trách nhiệm ý thức cao tính nhân dân sâu sắc là động lực to lớn để giúp những người được cách ly hoàn thành thời hạn cách ly một cách nhẹ nhàng có ý nghĩa chung tay cùng cộng đồng sớm đẩy lùi đại dịch để cuộc sống sinh hoạt của mọi người trở lại bình thường